gì cũng có đùi. Đùi xe chạy các bạn. Các bạn nhìn thấy ở phía ngoài không? Chỉ xét. Nhưng mà sắt thép nó dày. Nó dày. Bên trong. Đây, phần phía trong tháo ra bánh răng. Còn nguyên zin. Đó, sẵn. Sẵn coi coi. Wow. Quá trời đẹp luôn. Thưa các loại đồi, thật sự luôn. Quá đẹp ha. Ở ngoài rỉ sét hết, trong bên trong. Đùi to, đùi nhỏ các kiểu. Đùi gì cũng có. Đùi gì cũng có hết. Cái này là cái lồng ở đây các bạn. Cái lồng nó ụp ụp vô nha. Lồng nó ụp vô, rồi cái chụp này nè. Cái chụp này ụp ngược lên. Cái này mà chế tời thủy lực hay các kiểu gì ha. Khỏi chê. Cái này bao nhiêu? Tải bao nhiêu các bạn?